Con đợi ba một tí con. Thiệt. Gì vậy ba? À, má, má con đâu? Má con trong nhà đó. Em ơi em, cái quần anh để trong phòng đâu rồi? Quần dài á. Em giặt rồi. Nhưng mà mấy bữa nay mưa với lại cúp điện nữa, nó chưa có khô đâu. Má. Vậy vậy thôi em kiếm cái quần nào gần khô cũng được, đưa anh mặc đỡ, đưa con đi học. Anh thắt cái cà vạt này vô đi. Cái gì? Thôi thôi, bỏ vụ cà vạt đi, lo vụ cái quần dài nè. Tự nhiên mặc vậy đeo cà vạt vô nhìn ai coi. Ừ, nhưng mà quần nó chưa có khô. Mẹ cố tình giấu ba phải không? Mẹ trả quần cho ba đi. Giấu cái gì, quần mấy bữa nay trời mưa có giặt nó có khô được đâu. Vậy thôi kiếm quần nào ẩm ẩm ráng ủi cho nó khô để mặc. Đâu được, mặc quần ẩm bệnh chết à. Chứng sao bệnh, còn hơn mặc đồ vậy, giống bệnh không? Tự nhiên thắt cà vạt nữa thì vô công ty. Là mấy thằng bạn anh nó nói cái đĩa bay anh để đâu. Rồi sao không chịu leo lên đi về hành tinh của anh sống đi nữa. Đó mắc cỡ chết luôn á. Cũng kỳ ha. Ừ. Thôi được rồi, chờ chút đi em vô em ủi nó. Thôi. Ờ lẹ lẹ. Hả? Thôi, không cần đâu mẹ. Ba. Hả? Thôi khỏi đi, ba mặc cái này tới công ty đi. Vậy chứ có phong cách riêng. Trời ơi. Mặc gì tới công ty hả? Ừ. Công ty ba con nuôi chó. Đi ngang qua nó giật cái chết luôn á. Trời ơi, vậy là ba không có nghe cái chuyện mà thầy hiệu phó trường con mặc quần đùi tới lớp giảng dạy hả? Thiệt luôn hả? Thiệt, chuyện thật 100% á mẹ, lên báo luôn mà. Chuyện này tôi có đọc rồi. Ừ, có thiệt luôn hả? Thiệt. Dạ thiệt, thầy hiệu phó trường con là mặc quần đùi tới lớp giảng dạy để mà dạy tụi con về cái sự sáng tạo. Thầy đã ví dụ một cái sự sáng tạo rất là phá cách và bá đạo. Tụi con thương thầy lắm, sinh viên đứa nào cũng khoái thầy hết trơn hết trọi á. Sáng tạo mà bá đạo. Ừ. Sáng tạo mà quần đùi. Ờ. Thôi kỳ lắm, kỳ lắm. Ông đừng mắc trước nha, kỳ lắm á. Trời ơi mẹ cổ hủ quá. Mẹ không biết hả, slogan của giới trẻ tụi con là sáng tạo thì cần phải bá đạo. Yeah. Thôi thôi, bá đạo kiểu gì chứ đừng có mặc quần đùi tới công ty nha. Nha. Trời ơi, mẹ không biết gì hết. Ba thấy con nói đúng không? Ba. Con hỏi người đẹp trai nhất nhà này phải không? Trời ơi đúng rồi. Đẹp trai nhất nhà này. Thiếu câu đó nên mới không trả lời đó. Người đẹp trai, ý kiến người đẹp trai làm sao? Đâu phải nhà này khen không đâu. Cả công ty đều nói vậy. Trời ơi rồi, con mới biết luôn á. Cái ý kiến của ba là cái sự việc mà người thầy chất lừ đứng giảng dạy á, mà mặc quần đùi á, trước dạ. sinh viên á, là một điều hiếm thấy thú vị nhất Việt Nam mình. Dạ đúng rồi. Ba thích cái cách mà thầy truyền đạt cảm hứng tới sinh viên. Dạ. Và ba càng thích hơn nữa là thầy đã truyền được cái thông điệp sự sáng tạo đòi hỏi lòng can đảm và sự khác biệt. Đó, mẹ nghe ba nói chưa? Nghe thì nghe, nhưng mà tự nhiên nó làm thầy mà đứng trước sinh viên bao nhiêu là học trò vậy mà quần đùi, trời ơi, kỳ lắm. Kỳ lắm. Ba, mẹ quê mùa mẹ sai rồi ba ha. Chưa, người đàn ông đẹp trai nhất nhà này chưa nói hết. Chưa hết nữa hả ba? Tuy nhiên, cái thích là một chuyện, nhưng mà mình làm theo lại là một chuyện khác. Ờ. Điều này rất là thú vị, nhưng mà sẽ kém thú vị nếu như chúng ta bắt chước một cách tùy tiện ở một môi trường khác, ở một nơi mà công việc điều kiện nó khác. Thì hình ảnh đó có lẽ nó sẽ kém thú vị rất nhiều. Cho nên ba cảm thấy ba không đủ dũng khí và can đảm mà đi tới công ty không có quần dài. Đúng rồi đó. Em yêu. Ba làm con quê quá à. Ba nói công tâm của ba thôi chứ. Chung thôi má con buồn. Em yêu à. Em là số 1 trong lòng anh. Cái số của em đặc biệt lắm. Nằm bên trái của anh. Ngay trái tim của anh. Cho nên em hãy vì anh vào trong kiếm một cái quần ủi cho khô để anh mặc tới công ty. Chứ anh ăn mặc như vậy anh khác biệt lắm. Anh không thích một cách bắt chước tùy tiện. Em biết em là người đặc biệt trong lòng anh. Ừ. Nhất là mỗi khi anh quần cần phải ủi quần đó. Ừ. Hay em ủi nha. Ba chỉ thích ba là người đàn ông bình thường trong gia đình. Thương vợ thương con một cách bình thường thôi. Chứ không có khác biệt đâu con. Vậy má con mới chết.